À, cô Quế này. Hiện tại là bên cơ sở đồ gỗ Tùng Tám là vừa lắp đặt xong cho gia đình nhà cô Quế này tại xã Đồng Trung. Xã Đồng Trung hay xã Đồng Trung? Vâng, xã Đồng Trung. Đấy, Thanh Thủy, Phú Thọ. Một bộ sập thờ tứ linh bằng chất liệu gỗ mỹ tang. Đấy, chúng tôi hiện tại anh em chúng tôi vừa lắp đặt xong nhưng mà kê vào không gian phòng thờ nhà cô. Đấy, chỗ này thứ 6 xã Đồng Trung. Ngay bên này là cái đèn gì cô nhỉ? Đèn gì cô? Đèn Lăng Xương. À đây quý vị ạ. Trước nhà cô là chính là đèn Lăng Xương ở tại Thanh Thủy Phú Thọ quý vị nhé. Đấy, cái đèn rất là rộng, đây là phần bờ rào của đèn đây. Đấy, thì hôm nay cơ sở đến lắp đặt cho gia đình một bộ sập thờ thì có quay lại một video clip làm một kỷ niệm với gia đình. Đấy là giới thiệu một chút chiếc sập thờ. Chúng tôi là sử dụng chất liệu gỗ mít tang. Dạ chính là đục tứ linh. Đường nét đục chạm vào thủ công tay. Rất là vừa không gian thờ đấy. Bên cạnh thì là cô chủ nhà, cô Quến này. Cô chắc là xem trên mạng biết xưởng nhau cô. Ờ, cô xem trên mạng. Đấy thì hôm nay bọn cháu lắp đặt gì để cháu quay lại video kỷ niệm như cho cô chọn cháu xin ý kiến luôn xem nhìn cái này cô đặt nó ưng không cô. Đấy. Thì nói chung là cũng theo cái ý muốn của mình cũng đặt như thế này. Cháu cảm ơn nhé. Dạ vâng. Cô khách hàng là đặt nguyên trên mạng xem tham khảo cũng như đặt cho bộ sản phẩm đồ thờ gia đình. Đấy, cảm ơn cô và gia đình nhé. Quý khách hàng có nhu cầu thì hãy liên hệ bên xưởng theo thông tin trên màn hình, số điện thoại là 0987 5086. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám thì có địa chỉ tại Văn Phúc, Quảng Khê, Phú Thọ.